ngày 22 tháng 4, lễ trao giải thưởng chất lượng quốc gia, giải thưởng chất lượng châu Á-Thái Bình Dương năm 2017 đã được tổ chức tại Hội trường Bộ Quốc phòng và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Tại buổi lễ, Vietinbank đã vinh dự được trao giải vàng chất lượng quốc gia 2017. Tham dự lễ trao giải có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và nhiều lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, các hội, hiệp hội và đông đảo các doanh nghiệp lớn trong cả nước. Đại diện Vietinbank tham dự buổi lễ có bà Trần Thị Minh Đức, Giám đốc khối vận hành, hàm Phó Tổng Giám đốc. Giải thưởng chất lượng quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng cấp quốc gia của Thủ tướng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, giúp nâng cao vị thế của các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước. Năm nay, giải được trao cho 73 doanh nghiệp, trong đó có 15 doanh nghiệp giải vàng và 58 doanh nghiệp giải bạc. Tại buổi lễ, bà Trần Thị Minh Đức, đại diện cho Vietinbank đã lên nhận giải vàng chất lượng quốc gia 2017. Giải vàng chất lượng quốc gia năm 2017 thêm một lần nữa khẳng định chất lượng sản phẩm dịch vụ hàng đầu của Vietinbank. Giải thưởng này đã ghi nhận và khích lệ những đóng góp của Vietinbank cho chất lượng, sự phát triển và sự hài lòng của khách hàng. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.